thấy khoa xây dựng khô khan, cả ngày chỉ học, toàn con số. Nào là sức bền vật liệu, địa kỹ thuật công trình, vật liệu xây dựng. Chẳng lẽ cái hồng nha này lại bị chôn vùi trong đống bê tông, cốt thép, cát đá hả trời? Xây dựng khô khan quá em. Anh đây đủ mặn chưa? Em nói xây dựng khô khan là em sai rồi. Tuy á, ngành xây dựng á, là khô khan thiệt, nhưng mà sinh viên xây dựng á, không có khô khan đâu. Xây dựng sinh viên có là năng động nha, tham gia nhiều chương trình của trường lắm á. Ví dụ như là khoa xây dựng có câu lạc bộ âm nhạc guitar CEO nè, hoạt động lúc 18 giờ thứ ba hàng tuần đó. Rồi có câu lạc bộ truyền thông trẻ, truyền thông trẻ ống kính xây dựng CMC nè. Đó, vô trổng tha hồ mà chụp ảnh mấy cô xinh xinh. Nói chứ khoa xây dựng không có khô khan cộc cằn đâu, tại em suy nghĩ thôi. Em phải suy nghĩ tích cực lên, em hiểu không? Thôi, để động viên tinh thần cho em, thì anh và các anh chị khác sẽ biểu diễn cho em một tiết mục nhảy hài hước nha. Hài hước thôi, chứ không phải hay nha, hài hước thôi. Chú ý vào anh là sẽ hài hước, ok? Rồi, anh dắt em đi coi. Trận tỉ thí chưa đêm tàn, làm khán giả hồi hộp ngay. Tay hạ dương quá bước lên sàn, chấp đối thủ bằng một tay. Điều duy nhất họ nên làm là sẵn sàng rời khỏi đây, vì nhiều quy tắc khi đặt trên bàn sẽ làm cho họ bị thổi bay. Nội vật lực họ chưa có đủ, cũng chưa đủ được võ công. Họ nên về nhà mơ ôm gối ngủ, làm minh chủ của võ lâm. Lộ sơ hở từ công đến thủ, dù có đón theo từng đoàn, tại hạ vẫn thấy họ không đến đủ, chuyện mình đoán theo từng đòn. Và nhà bí kíp võ công trên thế giới nó giúp họ văn võ song toàn. Núi cao thì luôn còn núi cao hơn, và vì nhiều khó khăn song hàng. Và nếu như ai muốn va chạm thì cứ đến đây để đấu 3 ngày 3 đêm. Và dù có sinh tuyệt sắc tuyệt trần, hàng sông điên xấu đảo như là ma lem, thì một đấm dùng tay chắn, hai đấm dùng chắn tay, ba đấm là ngất ngây, bốn đấm là né luôn. Một đấm dùng tay chắn, hai đấm dùng chắn tay, ba đấm là ngất ngây, mà bốn đấm là né luôn. Điểm huyệt, điểm huyệt, điểm huyệt, điểm huyệt, à điểm huyệt, điểm huyệt, điểm huyệt, điểm huyệt, à điểm huyệt, điểm huyệt, điểm huyệt, điểm huyệt, à điểm huyệt, điểm huyệt, bốn đấm là né luôn. Giải huyệt, giải huyệt, giải huyệt, giải huyệt, à giải huyệt, giải huyệt, giải huyệt, giải huyệt, ấy giải huyệt, giải huyệt, giải huyệt, giải huyệt, à giải huyệt, giải huyệt, bốn đấm là né luôn. Đi đường quyền không?